Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Thầy Gì đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là bộ lạc H5 nha anh em. Và nếu anh em nào thích video này hay là cho mình một like, một comment và một chia sẻ nhá. Nó sẽ động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa. Thì link tải tựa game này anh em có thể mình sẽ để ở phía dưới phần comment và phần mô tả nhé. Anh em có thể chơi trực tiếp được ở trên web, hoặc là anh em có thể tải link APK và file iOS về để cài đặt để chơi nhá. Tiếp tục là review con ác rất là mạnh, rất là khủng khiếp ở đây. Thì đây là một cái game nhập vai đấu thú anh em ạ. Đấy, sủng vật của chúng ta rất là nhiều, đấu pet. Đấy, đây là những con sủng vật và mình hoàn toàn nâng cấp và nó sẽ khác hệ lẫn nhau anh em nhé. Mỗi con này nó sẽ có những cái hệ này, ví dụ con này là hệ lửa lửa này, công kích này, sẽ bị con thần thú bạch hổ hệ nước khắc chế, nhưng mà con này cấp cao hơn nên vẫn thắng, là chuyện bình thường. Con màu đỏ thì nó đây, con rùa này là hệ đất này và phòng ngự sẽ bị công kích, nó tấn công anh em ơi. Gió này, con này là lửa và nước anh em ạ, vừa có lửa và có nước luôn. Khủng long máy à, đẹp phết nhờ. Con này là con thanh long +7. Đấy, con này hệ gió này, nhiều con rồng đẹp lắm. Con này là con giống như con Digimon người ta, hệ đất anh em ạ. Tên nó bị che mất rồi. Cơ thú siêu cấp. Đấy, thì game này cho phép chúng ta có thể cày lên VIP nha anh em. Ở cái ác này thì quá khủng rồi, với cái VIP của chúng ta đã là VIP 20 anh em nhá. VIP 20 đã nhận được cái gì? Một con pet máy móc, cũng như một pet máy móc, một cái đồng bạn đỏ. Ok, chắc người đi cùng. Rồi, một quả trứng. Ngẫu nhiên pet tứ linh, long luân quy phụng đấy. Một quả pet vàng, pet đỏ. Và một cái quả xe máy ngục hỏa chiến xa cưỡi trứng. Ok, cái này là nhận rồi nhá. Gói quà này, cái này phải mua game nha anh em. Tùy theo từng VIP sẽ mua được những cái gói này. 44.000, 55.000. VIP 20 sẽ mua được cái gói này với 2.500 thánh thú chi ngọc và thủ hộ phách, cũng như là cái trận này đây. Nhiều thứ hay lắm anh em ạ. Rồi thì trước đi bắt pet đây anh em. Thì chúng ta sẽ thu thập thành viên các cái loại thánh thú chi ngọc để chiều ra pet xịn nha anh em. Cái thánh thú chi ngọc thu thập tài nguyên. Đây thì mình hoàn toàn có thể là ấn vào trong cái phần VIP này. Gói quà là thánh thú chi ngọc là cái này anh em nhá. Thánh thú chi ngọc dùng để triệu hoán thánh thú anh em ạ. Mới đăng nhập lần đầu, mỗi ngày nạp lần đầu này. Đặc thù hoạt động này. Chúng ta trong cái túi đồ tôi có không thể tôi có thể triệu hồi ra được. Lắm đồ hết. Đạo cụ tinh linh pet. Ui, cái gì đây? Mảnh thú hoàng kim tinh hoa. Mình xem có thánh thú chi ngọc không. Thánh thú chi ngọc tử hộ thú lân ấn ký. Nó có nhiều thứ lắm anh em ạ. Mình đang tìm cái thánh thú chi ngọc phát để mình thử triệu hồi ra xem như nào. Đây, thánh thú chi ngọc này chúng ta có thể sử dụng để triệu hồi ra cái con xịn anh em ạ, triệu hoán thánh thú. Đây, thần thoại này, thú răng nanh này, tinh linh chuột này. Nhìn thấy con nào? Giáng lâm. Cái này phải quay à? Triệu hoán thánh thú. Đêm mảnh của chu tước này, bạch hổ này, đây là con tứ linh này anh em, thanh long này, huyền vũ này. Mấy con này mình có hết rồi. Một lần à? Được cái thịt à? 10 lần. Thử 10 lần nào. Ta được cái sủng vật tinh hoa rồi. Cũng không có cái gì ấy cả. Tiếp tục là 10 cái nữa. Đây rồi, cho được cái mảnh này. Hổ trắng tinh hoa này. Địa chiến mã tinh hoa này. Đấy. Sẽ được trong ba con này không nhá. Hỏa diệm chiến mã này. Đấy, ok, bao này là con xịn nhất trong cái phần cái này như kiểu là mở tướng ấy, mở hòm bia thứ ấy, giống lắm anh em ạ. Rồi, giác đấu tinh hoa, xâm lâm kiếm long tinh hoa. Mấy con này để dùng hết đi anh em. Thế có gì đây? Linh hồ săn mồi tím. Khủng long nham thạch. Nhiều. Con gì đâu nhỉ? Con chuột à?
đại thỏ siêu ngố. Hết nhá, một lần mất sẽ mất khoảng 6.000 game. Rồi anh em ơi, đây là tinh linh chuột là con ngon nhất, lúc anh như mình được tinh linh chuột thì phải. Ok. Cơ giới này là chúng ta sẽ được cơ thú sống sét. Ui, và đẹp hết. Lôi long, hổ răng kiếm, vận giáp, cơ thú siêu cấp, mấy con này mình có hết rồi. Triệu hoán thánh thú. Thử này. Một lần mất cái điểm này nhá. Hổ răng kiếm, vận giáp anh em, tập hợp đủ mạnh triệu hồi thánh thú anh em ạ. Nanh thú. Mấy con khá là cùi. Ok. Rồi, chúng ta sẽ làm vài nhiệm vụ nhỉ, đi săn pet nhỉ. Đi bắt pet sướng hơn, đây có phần chiến boss nữa. Ok, đi bắt giữ này anh em ơi. Chúng ta mỗi ngày sẽ được 6 lần bắt giữ nhá. Nhận nhanh đi. Rất nhiều thứ luôn, cái VIP 20 kia chúng ta được rất nhiều đồ anh em. Hiếm có, chúng ta sẽ được một con tê giác. Và nó đã từ từ á. Ui, và phát nữa là nó sẽ chết nha anh em. Đập nhẹ thôi. Đập nhẹ phát. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái bắt giữ đi. Cái bắt giữ này thường thường nó sẽ chạy mất. Oh. Cái bắt giữ này nó khá là cùi mà mình vẫn lấy được anh em ạ. Ok. Ôi. Lại là con tê giác. Bắt luôn. Đập thường thôi. Nhẹ nhàng. Bắt giữ phát. Đấy, con này thì dễ bắt mà. Con này thì dùng cái dây thừng thôi cũng đủ bắt được rồi anh em nhá. Bắt hết mấy con thú đi xong đi đánh boss các thứ. Trọng kích. Nhờn. 1 2. Một đấm nữa. Tốt. Sao ở đây toàn tê giác nhỉ? Mà bắt thành công dễ dã man. Mà hai toàn tê giác ơi. Chẳng con nào xịn sò cả. Để mình bắt cả. Mấy lần trước bắt toàn có xịn. Ui giời. Vỡ mồm. Đây tê giác này. Nhờn. Đấm cái này còn phải đến mù quýt như sao. Ôi không chết. Còn hai máu chắc chắn sẽ bắt được. Thấy chưa? Càng ít máu càng dễ bắt anh em nhá. Cho còn một lần nữa. Lại tê giác cho mình xem này. Đoán xem con gì. Nó là rất xa. Ui lại là tê giác anh em ạ. Tiểu tê giác luôn. Ấy, bắt này quá đẹp luôn. Ôi, thất bại bắt giữ rồi. Cho rời đi cái. Rồi chúng ta sẽ có những cái nhiệm vụ để làm hết đi. Nhiệm vụ còn một đống này. Hôm nọ mình vừa làm một đống nhiệm vụ xong ấy. Khiêu chiến boss thế giới à. Cấp 90 boss thế giới này. Ba lô đã đủ. Tiến về dung luyện. Ok. Cho sẽ phải cộng thêm được mà. Thoải mái đi. Xác định luôn. Đó. Ba lô lại đầy ngay. Đúng không? Đi chiến boss này anh em. Kim cương khóa. Rồi cho anh cái con Rapurasu ở đây. Khiêu chiến phát này. Chắc mình sẽ nâng cấp thêm một số con thú mạnh hơn nhỉ. Hôm nay mình anh em thích cái con gì. Xong có nhiều lắm. Nhét được một cái con rồng giác đấu ạ. Đây là rồng giác đấu này. Khá đẹp. Khá đẹp chứ nhỉ. Đấy. Rồng giác đấu. Nhưng mà nếu mà so với sức vẻ đẹp thì không thể bằng được con thần thú bạch hổ được. Thần bạch hổ đẹp quá. Thần thú bạch hổ. Khủng long máy móc. Rồng như vậy. Rồng lửa. Thanh long. Đây là con chó sói rồi. Chó sói này. Con này con gấu à. Con gì nhỉ. Tự nhiên con này chuỗi âm nhạc. Con này là một trong những con hiếm anh em ạ. À, xong luôn rồi. Mình thích con già thì mình cho nó. Mình sẽ lấy con này đi anh em. Mình thích cái con thú này cơ. Con này tên là gì. Con này là cơ thú siêu cấp à. Thăng nhanh này. Mình được thêm mấy cấp anh em ạ. Hết thịt rồi. Hết sạch thịt rồi nha. Có thể mua thêm thịt được 103 cấp. Đẹp phết nhỉ. Con này có kỹ năng lửa giận à. Điệp ra 1. Bị cắn không thả cũng không phải đùa giỡn. Ok. Skill 2. Khát máu truy kích. Skill 3. Liên tục công kích. Skill 4 là mệnh hổ huyết mạch. Đẹp phết. Đi săn à. Ui. Cho được một đống đồ khi mình ấy này. Con này đẹp quá.
con này đang giúp, có nghĩa là đang ở trong trận chiến này anh em. Đây anh em, mà đội hình nó nhanh quá nên chúng ta sẽ không thể kịp nhìn được cái gì nhá. Thì nhìn nhanh quá, vượt Big Chi không đảo 19 10 nhận này. 20 3. Nhận đi qua. Mà đấu luôn. Đây là đâu? Big Chi không đảo 22. Mình muốn đi thì mình sẽ phải khiêu chiến bọn này anh em ơi. Có vẻ là khó khăn thôi. Đất chết hết. Trời, tưởng mạnh thế nào. Big Chi không đảo 22 6. Ok, cái này phải mất thời gian à? Mất gian hồi à? Cho phải đánh bại đủ cái sóng quái vật hay là sống quái vật gì đó thì mới được đánh thêm anh em nhá. Nhiệm vụ cơ mà đây. Lùng bắt này. Lùng bắt nó con gì đây? Rồi, chúng ta tiếp tục khiêu chiến được cái con rùa đây nhá. Đâu có chiến à, đây anh em nhìn thấy cái con chó sói máy móc kiểu đồng giống kiểu Digimon, mà con rồng nó khỏe quá, nó khè cái chết méo hết cả tim rồi, không kịp làm gì. Đây tự động cái này tiếp, đang đi săn bắt thế giới đủ 3 lần săn bắt thế giới đã đúng không, không tính sao đúng không, nhiều thứ người ta khám phá mà anh em. Bây giờ có hai sao săn bắt thế giới, bắt pet nó cũng chưa hoàn thành hết này. Toàn khủng long là khủng long. Chiến boss, ok. Rồi chiến con boss này, Big Chi không đẻo 226. Một khẻ. Không, con đằng sau mạnh hơn tí. Con nhỏ con chủ lực ấy, anh em, con chủ lực của mình là con rồng. Rồi ok, sơn cốc à. Sơn cốc là nơi để làm nhiệm vụ ấy, hôm nọ mình vừa đi làm một đống nhiệm vụ à. Hoàn thành thì luôn thì sẽ mất game nhá. Rồi. Tiếp nhiệm vụ phụ cận đã ra thú nên có thể giúp ta khu trục, ok. Nhận nhiệm vụ của tù trưởng gì đó. Đi mở hòm, mở hết các kiểu. Chiến à. Có một con thú sấm sét này, khỏe phết anh em ạ, đừng đùa. Xong nhiệm vụ rồi, về nhà thôi. Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Lên nào. Tiếp nhận nhiệm vụ rồi, tiếp tục. Mở hòm, mở hết các thứ. Nhiều nhiệm vụ lắm. Đào móc, đào kho báu ạ. Đào đấu kho báu luôn. Lười biếng thợ mỏ, thằng này nó lười quá nên bắt mình nhờ mình đi đào kho báu hộ nó. Thợ mỏ. Cái này nó chỉ quay đi quay lại là săn dã thú với đi đào mỏ thôi. À, nó chỉ có hai nhiệm vụ cơ bản thôi. Cho mình ít đi AP. Có lẽ cũng không cần cái này nữa nhờ. Đây, vượt Big Chi không đảo ở đây. Tiếp tục là phải đánh xong 2 sóng quái vật. Và nếu hoàn thành xong 10 cái sẽ được thưởng 5.000 kim cương khóa nhá. Kim cương khóa chắc không giao dịch được. Chắc là vậy, đoán thế. Ok, thì chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào và hẹn lại anh em nhé. Link tải mình sẽ để ở phía dưới anh em có thể tải về và chơi nhé.